Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Trong thời gian qua, kinh tế quận Thanh Khê tiếp tục giữ vững ổn định, duy trì đà tăng trưởng, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ, công nghiệp phục hồi tích cực, khai thác đánh bắt thủy sản được duy trì, tăng trưởng hơn so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được chăm lo chu đáo, đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, vệ sinh môi trường được quan tâm kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm, góp phần ổn định an ninh an toàn xã hội. Tại buổi làm việc, quận cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến phân cấp ủy quyền, tài chính ngân sách, an sinh xã hội, đầu tư nâng cấp chợ trên địa bàn quận, lĩnh vực vệ sinh môi trường. Qua nghe các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết ghi nhận các kết quả đạt được trên địa bàn quận, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế tồn tại, nhất là về cơ cấu kinh tế của quận, những công trình dân sinh bức xúc, cử tri nhiều lần phản ánh, công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, v.v. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận Thanh Khê tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, giải quyết rốt ráo các kiến nghị của cử tri, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, chủ động khắc phục những khó khăn trước mắt và triển khai hiệu quả hơn nữa trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tôi nói đi nói lại là nguyên tắc của phân cấp ủy quyền là cấp nào làm tốt hơn thì phân cấp cho cấp đó làm, ủy quyền cho cấp đó làm, chứ không phải là muốn dành quyền lực về phía mình trong khi là mình không đủ khả năng và không làm tốt hơn cái ông mà ông cũ được đâu. Mà làm như thế là nó trái hoàn toàn với cái quan điểm đó và nó không hiệu quả. Chứ còn bây giờ nói các ông chí phân cấp đi đấu thầu dịch vụ công hay hàng loạt thứ đó, bây giờ quay ngược trở lại các ông chí nói phường nó khó quá, nó không biết làm. Phòng quản lý đô thị Thanh Khê có 8 ông thì không ông nào có nguyên chuyên môn về tài chính hết. Khó khăn nó vướng tới cái câu chuyện là để thoát nước cây xanh là đến gần cuối năm thì mới đi đấu thầu. Tôi nói là mình không có đủ năng lực nhưng vẫn cứ muốn được phân cấp ủy quyền về cho mình là không đúng với bản chất cái chuyện đó. Sửa chữa trường học này. Đối với một số kiến nghị đề xuất của quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, ghi nhận và đề nghị các sở ngành liên quan có trả lời cụ thể đối với Ủy ban Nhân dân quận, đồng thời lưu ý quận cần tiếp tục quyết liệt các biện pháp quản lý đô thị, đem lại cuộc sống an bình hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Sửa chữa trường học này.